làm Thảo Food đây. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một món ăn của người dân tộc người Vao nhé. Đó là món thịt lợn đem bàn gác bếp. Nào, bây giờ Lâm sẽ cùng mình đi vào trong này để mình xem sản phẩm yêu nhà mình nhé. Mình sẽ đóng gói theo 500g như thế này. Thịt lợn đem bàn này thì mình để ngon nhất thì là mình sẽ hấp cách thủy lên để xé ra rồi chúng chấm cùng chấm chéo là sẽ ngon là ngon nhất ạ. Nào bây giờ cùng mình đi hấp rồi sử dụng. Đây mình đã chuẩn bị ở đây một nồi nước để mình để sử dụng để hấp cái gói thịt lợn trong bắp bếp này nhá. Gia vị và cực kỳ thơm nhé. Đây là nhà em ở Chín Mận, Hà Giang, là bố mẹ em tự tay làm luôn ạ. Đây, và cùng mình chờ kết quả sau 15 phút nhé. Và đây vẫn còn tỏi đây, gia vị đây, tỏi đây, chấm chéo đây, em sẽ gắp ra để đây. Đây là nhiều gia vị lắm ạ. Món này không có thể thiếu được chẩm chéo nhé. Đây, chẩm. Em sẽ bóc chẩm chéo ra đây. Bắt chanh mà. Xe miếng đây. Mình tới thịt đi ạ. Đỏ và ngon, kỳ ngon, ngọt thịt. Nhà em chất lượng cho nhiều gia vị nên là mùi cực kỳ thơm nhá. Mình chỉ xé ăn như này thôi. Đây ạ. Nên mình sẽ chấm thử một miếng nhé. Ngon quá các bạn, cực kỳ thơm luôn, vị cay cay tê tê của chấm chéo đậm đà. Đây, chấm chéo đấy. Gia vị luôn.